Như thông lệ, mỗi tuần Gõ Cửa Nhà Sao sẽ đưa khán giả đến thăm không gian sống của một nghệ sĩ. Tuy nhiên, nghệ sĩ của tuần này khá là đặc biệt. Anh ấy rất hiếm khi ở nhà. Tại sao vậy ta? Bởi vì hầu hết thời gian của anh ấy đều dành cho sàn tập và nhà thi đấu. Quý vị có đoán ra nghệ sĩ đó là ai không nào? Chào chương trình Gõ Cửa Nhà Sao. Hôm nay mình có hẹn với chương trình đến nhà của mình, nhưng mà cũng gần tới giờ tập rồi. Và anh em đang đợi mình ở sân tập. Và đó là cái ngôi nhà thứ hai, cũng như là mình có thể rằng mình có mặt ở đó còn nhiều hơn ở nhà mình, vì mình là dân nhỏ mà. Thôi bây giờ mọi người hãy cùng đi với mình đến sân tập nha. Ta-da! Và xin chào quý vị đang đến với chương trình Gõ Cửa Nhà Sao, được phát sóng vào lúc 21:50 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Với Gõ Cửa Nhà Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng Đài Phim Media. Và trên tay Hoàng đó chính là món quà, không chỉ là tặng cho chủ nhà mà còn là một món quà để nhập môn. Ngày hôm nay MC Hoàng Đa Bơ sắp sửa trở thành một võ sĩ đạo rồi, bởi vì tôi sẽ tầm tư học đạo để gặp gỡ một vị võ sư thật là nhiều kinh nghiệm và đặc biệt là bậc thầy trong những pha hành động với những bộ phim điện ảnh. Và chúng ta đang có mặt tại phòng tập cũng như là ngôi nhà thứ hai của võ sư diễn viên hành động Bùi Văn Hải. Chà, anh kìa. Ấy chà, anh em đang tập thể lực hả? Trời ơi, dạo này tập thể lực, tập võ để đóng phim hả? Không, để dùng cho khỏe thôi anh. Ồ, khỏe thôi đó. Wow, siêng năng quá. Chính. Ôi, siêng năng quá. Dạ, em chào tất cả anh em và chào anh Hải. Và đến đây với Gõ Cửa Nhà Sao thì em thay mặt tất cả mọi người tặng cho anh Hải và tất cả anh em một trái sầu riêng để cho em nhập môn cũng như là nạp đầy năng lượng cho tất cả mọi người. Anh em lại coi nè, tặng ra mắt câu lạc bộ mình mà tặng trái sầu riêng. Tại vì cái bộ môn này là em biết là nó rất là gai góc, nó rất là cam go và khó khăn. Dạ, em xin tặng trái sầu riêng nặng xương xương có 5 kg mấy thôi. Anh Hoàng, cái đây là thành viên là mỗi người một trái đúng không anh? Không, tất cả mọi người mỗi người muối. Tất cả mọi người mỗi người muối. Bây giờ vậy nè, mở ra mình ăn người quá thường không? Bây giờ là anh sẽ biểu diễn đá sầu riêng, bể sầu riêng ra mọi gan. Trời okay ơi, anh khui sầu riêng mà cách đá cho nó một cước hả anh? Ok. Mời anh đi đường cước nha. Rồi, ok. Vô, vô. Rồi. À, quý vị coi nè, quý vị coi nè. Rồi, vô, vô. Và bây giờ sẽ là pha biểu diễn. Hỏi cho trời ghê thật chứ. Hay dữ không? Trái sầu riêng 5 kg mấy đá cái mặt cái chỗ nó tét từng từng vỏ. Ủa rồi muối đâu? Ủa rồi muối đâu? Dằn hết rồi, dằn hết tiêu, có tiêu. Trời ghê vậy. Anh em ơi, rinh sư phụ ra. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một pha hành động hài hước duyên dáng của anh Bùi Văn Hải. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút. Trong thời gian anh ấy bằng mọi vết thương, chúng ta sẽ quay trở lại với Gõ Cửa Nhà Sao và giao lưu cùng với Bùi Văn Hải. Kính thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với Gõ Cửa Nhà Sao. Và nhân vật chính ngày hôm nay đó chính là anh Bùi Văn Hải, cũng đã lấy lại được phong độ của mình. Dạ, sao anh chân cẳng sao rồi anh? Băng bầu rồi. Anh chỉ đùa thôi. Thật sự vừa rồi anh ấy đã thể hiện một cái tuyệt chiêu, đó chính là tách vỏ sầu riêng bằng duy nhất một cú cước của mình thôi. Còn cái việc mà khiêng ra rồi vỏ sầu riêng tách rồi mà muối đâu không thấy, là đó chỉ là những cái ý tưởng sáng tạo hài hước của anh Hải đã mang lại sự ấn tượng ngay từ ban đầu dành cho tất cả quý vị khán giả. Với một người đàn ông rất đam mê về nghệ thuật, đặc biệt là những pha hành động vẻ ngoài rất là gai góc, nhưng mà bên trong đó lại là một chàng trai rất là chất phác, mộc mạc, bình dân, dễ thương. Hôm nay đầu tiên là giới thiệu với quý vị là ngôi nhà thứ hai đầy tâm huyết và gắn bó rất là lâu với anh Hải, đổ biết bao nhiêu mồ hôi, công sức và chất xám của mình để đầu tư cho việc rèn luyện cơ thể và đặc biệt là những pha hành động trên phim. Thứ hai là anh ấy sẽ chia sẻ rất là nhiều với quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay về quá trình làm nghề của mình. Anh đã theo đuổi nghệ thuật và theo đuổi bộ môn này được bao lâu rồi? Thật ra anh đã tham gia bộ môn này từ năm 93. Từ nếu năm 93? 95 là chính thức vào là cắt rơ. Dạ. Thì mình đã đam mê từ hồi nhỏ rồi. Dạ. Nhưng mà lúc đó là mình không có hiểu cắt rơ là gì á.
Có nghĩa rằng là lúc đó đâu có phim ảnh đâu nhiều đâu. Dạ. Cái nghĩ rằng là mình, tại vì mình là dân nhà võ, thành ra là ba dạy võ thì đi đấu đài, thì cứ nghĩ rằng các đơn là cái bộ môn võ. Dạ. Rồi sau khi vào các đơn rồi mới hiểu được đây là cái một môn nghệ thuật về phim ảnh mà đòi hỏi là võ phải tốt, thì mình mới chuyển từ võ thuật ở ngoài đời. Yeah. Chuyển thành võ thuật trong phim nó khó hơn rất là nhiều. Yeah. Về cái kỹ năng. Đúng. Đã. Ba của anh cũng chính là sư phụ của anh luôn. Đúng rồi. Người thầy đầu tiên của anh. Người thầy đầu tiên. Hồi lúc mà 4 tuổi thì ba kể thì là do bệnh quá, thành ra là ba bắt tập võ. Dạ. Nhờ, thành ra bây giờ lớn lên cũng nhỏ con vậy đó, hồi nhỏ xíu rồi. Dạ. Rồi cái xong rồi cái ba mới thấy yếu quá, cái ba mới dạy võ thì tự nhiên cái dạy cái mê luôn. Dạ. Và mình học môn võ nào từ ba à? Môn võ Thiếu Lâm Hàng Bãi Đường. Lúc đó là anh đang ở Long An. Ở Long An. Anh còn nhớ cái ngôi nhà ngày xưa của mình không? Có, cái nhà đó thì hồi xưa nghèo mà, nhà lá thôi, xung quanh là ruộng. Dạ. Anh lên thành phố Hồ Chí Minh năm bao nhiêu tuổi? Anh lên thành phố Hồ Chí Minh năm 16 tuổi. 16 tuổi là tự lập luôn. Vừa học vừa làm. Tại vì cái quan điểm của anh á là anh phải làm sao cho ba mẹ tự hào khi mà mình là một người con trai lớn trong gia đình. Yeah. Thành ra lên đây cố gắng. Hành trang của mình chỉ có chiếc xe đạp cũ mà nó không thể nào cũ hơn. Là viết cái ba lô thôi, đi đâu cũng ngủ được. Như vậy là anh ngủ ngoài đường luôn. Là mình bù đời mà. Lúc chính mà xác là bù đời luôn á. Ở thành phố Hồ Chí Minh là anh không có người quen nào để tá túc á? Không có ai. Trời thương vậy trời. Thực ra đó là đầu tiên và lên á thì cũng có nhờ đóng tiền ở nhà thuê. Yeah. Nhưng mà lúc mà hết tiền rồi á thì đâu có thể nào ở được, thành ra mới đi ra đường ở đó. Thành ra là lúc đó là, nhưng mà mình làm lúc đó mình làm đủ thứ nghề á, mình lên chừng mấy ngày là bắt đầu mình kiếm việc làm rồi, bằng mọi giá phải đi làm. Vậy thời gian đó anh đi học thì học có buổi à, về để bắt đầu làm. Yeah. Đó là đi làm bồi bàn rồi đi giữ xe, rồi tối thì về ngủ ở chợ. Rồi làm sao, cơ duyên như thế nào để thứ nhất là ba mẹ yên tâm về tấm bằng đại học mà ba mẹ mong muốn nè. Ừ. Thứ hai là anh tìm kiếm được một cái công việc ổn định. Ừ. Và thứ ba là một ngôi nhà để ở. Thực ra đó là anh cố gắng phấn đấu, bất cứ làm cái gì á đều nghĩ về gia đình. Dạ. Thành ra khi mà mình phấn đấu mình làm á thì cơ hội mình đến. Thì đó từ khi đi làm bồi bàn tiếp thị này kia tất cả, thì lúc đó ông thầy là người sáng lập ra các đơn Việt Nam là thầy Dũng Lì á, thấy rằng mình có tố chất võ nè. Yeah. Năng động nè. Yeah. Rồi có học vấn nè. Yeah. Lúc đây đang học đại học đó, mình học bên xây dựng. Yeah. Mình có bằng kỹ sư xây dựng rồi. Sau đó thì thầy mới kêu về nhà ở, lúc đó đang ở ngoài đường. Yeah. Thì về khi mà về nhà ở thì thầy trao cho cơ hội đi làm bảo vệ. Yeah. Là kể từ đó là anh đạp xe đạp từ ở đây lên Bình Dương, học tới 12 giờ ra, đạp xe đạp lên Bình Dương cỡ 3 tiếng, 2 tiếng mấy. Yeah. Khu nhiều sóng thần múc ở trên đó. Ôi, xa lắm. Rồi xong rồi cái tối đạp về. Yeah. Thì đạp về nhiều lúc trời mưa này kia thì 1, 2 giờ sáng, 3 sáng tới đây là bình thường. Đó, thì xưa đi làm một rồi, năm rồi. Yeah. Vừa học làm thì thực ra đó là cái cơ hội để đổi đời á. Thầy Dũng lúc đó là đội trưởng đội săn bắt cướp thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó là thành ra là mình bản thân á, là mình đi theo thầy á, thì lúc nào cũng nó bị ăn vào cái máu á. Thầy đi đâu đường thấy cướp bắt. Thành ra mình bắt cướp rất là nhiều lần thời điểm đó. Dạ. Sau đó thì được ship khác nữa, nâng đỡ thêm nữa. Dạ. Lúc đó mình mở ra một công ty bảo vệ. Cơ hội cứ thế. Cứ đó đầu là nắm bắt vậy đó, rồi cuối cùng là mới đem em ruột ở dưới quê lên đi học đại học rồi kia tất cả mọi. Yeah. Cái. Nó nói chung là bắt đầu lúc đó mình mua nhà trên đây là mà kéo cả gia đình lên. Yeah. Cũng như là thay đổi một cái môi trường. Môi trường sống từ một đôi bàn tay trắng. Đúng rồi. Anh lập được cơ nghiệp cho riêng mình. Đúng rồi. Và đương nhiên là nếu như không có sự ý chí bền bỉ và cố gắng vượt khó của anh thì chắc chắn là thành công không đến. Vừa rồi anh cũng đã chia sẻ về những cái câu chuyện mà anh săn bắt cướp. Giúp cho đội ngũ an ninh ở bên ngoài đảm bảo được sự an toàn cho người dân. Quá nguy hiểm luôn. Và rõ ràng cái công việc này là một sự hy sinh thầm lặng, không có phải ai hiểu được. Như vậy thì bây giờ sẽ là một lời yêu cầu dành riêng cho anh. Anh sẽ hướng dẫn cho tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là phái yếu, những động tác cơ bản để chúng ta có thể tự vệ được bản thân mình trong những trường hợp bất trắc xảy ra ở ngoài đường phố, được không anh? Được, ok. Đôi khi ra ngoài đường chúng ta sẽ gặp những sự cố ngoài ý muốn. Và hiện tại giờ cái vũ khí đơn giản nhất và thường gặp nhất là cái nón bảo hiểm. Dạ. Thành ra đây là một cái bài tự vệ khi mà ra ngoài đường bị tấn công. Bảo hiểm tấn công. Dạ. Thì ok, đây là hai học trò ta sẽ thực
tập cho mình xem. Bên đây là chính diện, bên đây là phản diện. Đâu, đầu tương đại. Trời, vậy là phải ngạt ngạt thở. Dạ, trộn nhanh quá. Chắc phải chiếu chậm lại. Rồi, bây giờ làm hai người làm chậm lại nha. Chiếu chậm lại nè. Rồi, làm chậm lại nha. Thôi, làm chậm thôi, đánh chậm thôi. Rồi, ok. Chậm nè. Rồi, chuẩn bị. Đầu tiên, khi đối thủ cầm mũ tấn công, chúng ta né qua một bên, dùng bàn tay phải. Đỡ vô cằm, đó. Cằm. Cằm. Xong, đúng. Dạ. Cái chân, dạ, chân. Giật xuống, sau khi giật xuống, phá tiếp. Đó. Đây là dân võ thật sự. Dạ, dạ. Cái phản ứng đó. Còn nếu mà mình không phải là một dân võ, mình sẽ làm như thế này. Rồi, khi mà tấn công vào, đầu tiên, nắm vào. Mình cứ nhiệm vụ mình đắt vào cái hông của người khác, đúng không? Cứ nhiệm vụ là khi người ta tấn công vào, đầu tiên của mình tấn công vào, đúng không? Mình cứ tấn công mà không đúng hướng thì cái tay này quá. Cái tay này sẽ đánh thật đúng không? Đấy là chúng ta sẽ đặt được cái phương án của chúng ta. Bây giờ này gọn bưng luôn á. Đây là một cái động tác mà dành cho những người không biết rõ vẫn sử dụng được. Dạ. Tại vì mình cứ đưa mình cứ lắp vào cái hông của người ta, mình sẽ thành công. À. Thì nếu mà mình dạy thì mình mới bày ra tay được. Trời ơi, học điểm yếu chỗ đó. Dạ. Đấy. Cảm ơn Hải. Đó, quý vị thấy không, một vài động tác cơ bản nhìn là đơn giản nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải tập luyện thì mới có thể có được những kỹ năng cần thiết. Thậm chí lúc mà chúng ta ra đòn không bị chấn thương đúng không anh? Đúng rồi. Và nói về chấn thương thì dường như đó là một cái món đặc sản dành cho tất cả những ai đam mê về những pha hành động. Đó. Và đối với anh, cái chấn thương nào đối với anh là ám ảnh nhất từ trước giờ? Thực ra là anh quá nhiều chấn thương rồi. Dạ. Anh tay chân gãy hết rồi. Đúng rồi. Chân nè, đứt gân chân nè. Dạ. À, thôi quá cái cổ nè, anh bị nứt xương vai nè. Gãy tay nè, rồi gãy chân nè. Yeah. À, rồi xong rồi thấu bị địa điểm nè, rồi lúc bị bất tỉnh luôn là bên nước ngoài, bên Ấn Độ. Dạ, yeah. Nguy hiểm quá. Thì thật ra là cái nghề này là hình như là ai cũng bị. Dạ. Yeah. Ai cũng bị. Nhưng mà dù ám ảnh nhưng mà anh vẫn bền bỉ với nghề. Đúng rồi, cái đó là mê nè. Anh thích ngày hôm trước gãy chân vậy đó, anh băng bột, cái qua bữa sau là cũng lết lên sân tập. Không có tập được cái chân thì mình tập cái tay. Yeah. Để mình có cái năng lượng, mình không được tiêu cực. Có nghĩa là lúc nào cũng nghĩ điều tích cực. Nghề cascader nói riêng là một sự hy sinh rất là thầm lặng và rất là to lớn của các diễn viên, nhưng lại ít nhận được sự ghi nhận của tất cả quý vị khán giả. Có bao giờ anh cảm thấy thiệt thòi vì cái điều đó không? Không, thí dụ mà anh mê á thì anh không giờ nghĩ thiệt thòi. Nhưng đối với học trò của anh á thì anh nghĩ đó là thiệt thòi. Yeah. Ai mà xin vô học cái đợi điều đầu tiên anh hỏi là có tiền không? Có tiền không? Nếu mà có công việc ăn làm ăn đàng hoàng. Yeah. Mà có tiền á thì anh mới nhận. Yeah. Có nghĩa là nếu mà vô mà họ đam mê quá đó thì họ sẽ bỏ hết công việc. Yeah. Thì họ sẽ bị bỏ hết rồi, họ không có tiền. Đừng khi nào nghĩ tới cái chuyện vô đây để kiếm tiền. Yeah. À, vô đây là đam mê. Làm việc tư tưởng ngay từ đầu. Tư tưởng đầu. Và những người mà có năng lực á. Yeah. Anh cũng vậy. Năng lực là anh hướng tới, một á là mê nghề làm đạo diễn hành động giống như anh, hoặc là rồi nâng cao nữa là đạo diễn. Yeah. Còn hai nữa đó là đừng khi nào theo, kiếm một cái nghề nào đó học đi. Yeah. Rồi thí dụ có tố chất về các đơ thì lâu lâu đi đóng phim á, kiếm ngàn triệu hoặc là mấy trăm ngàn kiểu. Trời đó ơi. Vậy thôi. Vậy là thấy vui rồi đó. À. Mà lỡ như chấn thương xảy ra thì liệu rằng mấy trăm ngàn một triệu đó có đủ tiền thuốc thang hay không? À, nghề các đơ là vậy đó. Và thậm chí là với cái nghề này là rất là khó để có thể mua những cái gói bảo hiểm cho riêng mình. Không bán luôn. Dạ. Đâu có bán. Khi mà nhân viên bảo hiểm họ biết là tại vì cái nghề này rất là nguy hiểm mà ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng của mình mà. À. Cái diễn viên đóng thế luôn phải chịu hy sinh và thiệt thòi rất là nhiều. Nhưng mà đối với anh Hải bền bỉ rất là nhiều năm trong nghề như vậy, anh có tính xương xương sơ sơ là mình đã tham gia bao nhiêu bộ phim, rồi anh nhận được bao nhiêu bằng khen và thành tích chưa? À, bằng khen á thì về võ thôi à. Võ. Dạ. Thôi. Hồi xưa thì nó rất đơn giản được cái bằng khen. Dạ. Là giải nhất trong cuộc thi trượt đấu đối kháng kiểu gì đó. Yeah. À, rồi cái huy chương chứ nó không phải như bây giờ. Yeah. Hồi xưa nó đơn giản lắm. Phim thì anh làm quá nhiều, nhiều lắm luôn. Anh làm phim hồi xưa thì đâu có phim điện ảnh đâu, làm. Yeah. Phim truyền hình đó. Yeah. Như phim Sống Đời, Sáu Mặt Ruby, Trận Đấu Định Mệnh, rồi phim
nói chung là phim đường hành nào không kể hết. Mà thời điểm đó đó là ai cũng nhận ra anh là do anh là cái đơ anh đóng trong phim đó. Vừa làm đạo diễn hành động, vừa làm diễn viên. Đó, thì na vậy. Sau này cái tự nhiên có một lần là trong câu phim của anh Charlie Nguyễn đó. Là tự nhiên đóng hài. Phim để mê tín lông rồi. Cái ai cũng nghĩ ôi phim đó là sao, tự nhiên Hải nó nhảy vô làm phim hài. Mà duyên nữa. Tự nhiên cái đó là bất ngờ của anh á, ai cũng nghĩ rằng anh phải đóng hành động. Rồi xong cái anh trở lại hành động là phim Lửa Phật, anh làm đạo diễn hành động rồi dĩ nhiên luôn. Đó. Rồi phim Siêu Trộm của anh Hàm Trần. Chuyện Tình Xa Xứ của Victor. Rồi phim của anh Lưu Quỳnh là Quyền Hậu Bất Tử. Rồi mới đây nhất là anh phim Lật Mặt Năm á. Dạ, của Lý Hải. Mọi người luôn nhớ đến hình ảnh của anh trong vai trò là đạo diễn hành động. Rồi bên cạnh đó thì những vai diễn rất là duyên dáng và hài hước của mình nữa. Và bây giờ xin mời anh có thể đi dài đường quyền để quý vị khán giả hiểu rõ hơn hơi thở của võ thuật là như thế nào. Nó là từng động tác của anh không phải một sớm một chiều có thể làm được và chỉnh chu đến như vậy. Phải rèn luyện, phải tập luyện hàng ngày luôn á, từng giờ để có thể có được những cái đường quyền nó rất là chuyên nghiệp. Và thậm chí là em để ý cái nhịp thở của anh luôn. Cái nhịp thở nó giúp cho mình như thế nào trong cái việc mình khống chế cái nội công trong cơ thể anh? Thực ra đó nha, nhiều người bên ngoài họ không hiểu về cái hơi thở nha. Bất cứ ai mệt á, đừng khi nào hít vào mà hãy thổi mạnh ra. Thổi mạnh ra. Vừa thở vừa nhịp cái chân để cho cái hơi mà trong người mình nó thoát ra ngoài, tống ra ngoài thì tự động cái hơi khỏe bên ngoài nó lại vào lại. Thì mới là đúng. Thử đi, mình đang chạy đá banh mình mệt, thực mệt. Nếu mình hít vào là mình có thể mình xỉu. Mình tống hết tất cả. Mình tống cái hơi mệt mình tự động mình tống ra ngoài. Mình cứ thổi ra. Cái này tống cái mệt rồi. Cảm ơn anh đã hướng dẫn một điều rất là bổ ích dành cho em cùng với quý vị khán giả. Và bây giờ sẽ là những bài tập tiếp theo của anh Hải cùng với tất cả những học trò của mình. Đó chính là biểu diễn nhào lộn nha quý vị. Kinh khủng lắm. Và tiết lộ quý vị biết được rằng cái bài tập nhào lộn này em làm cũng được. Quý vị chờ đón xem nha. Wow, trời ơi, lộn em hay quá. Chà, chà. Wow, trời sao gọn gàng vậy ta. Anh em chẳng ra thì em thể hiện thôi. Em thể hiện. Hãy tin vào em đây hả? Đó, quý vị thấy em nhào lộn được không? Em đang tạo ra một cái hình tượng mới của siêu anh hùng á. Mọi người thấy là có người dơi, người nhện, người sắt thì chưa bao giờ thấy người thằng lằn đúng không? Hồi nãy em thành thằng lằn đó, em bám dính tường khó lắm. Này, quý vị đừng thử những trò này tại nhà nếu như không có tập luyện hoặc là chưa có sự hướng dẫn của những huấn luyện viên, những người thầy chuyên nghiệp giống như anh Hải đây để hướng dẫn cho mọi người biết cách làm sao để đảm bảo được sức khỏe và an toàn của mình. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rõ ràng là mặc dù là chúng ta đang ngồi ở khu vực canteen ở dưới phòng tập thôi, nhưng mà em tưởng tượng mình đang ngồi ở nhà và anh chia sẻ rất là thẳng thắn, rất là thoải mái, không có giấu bài gì hết trơn á. Có những gì hay, có những gì tốt anh đều khoe ra và giúp cho mọi người hiểu được sức khỏe là quan trọng nhất. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và thời lượng cũng sắp hết rồi, anh có thể chia sẻ với mọi người về những dự án liên quan đến điện ảnh và nghề nghiệp của anh sắp tới không ạ? Anh đã ủ một cái dự án là đã 3 năm rồi. Và hiện tại bây giờ cũng đã gần hoàn thành rồi, chuẩn bị công bố dự án. Thành ra mình cũng bật mí nhỏ đó là chắc chắn là một cái dự án hành động, thuần hành động chứ không phải là hài hành động. Chuẩn bị trong năm 2023 nó sẽ xuất hiện. Mình làm đạo diễn chính của bộ phim chứ không phải là đạo diễn hành động.
Anh Charlie Nguyễn thì sẽ là vai trò cố vấn. Dạ. Còn diễn viên chính thì đây là cái sự trở lại của anh Johnny Trí Nguyễn. Ồ, wow. Trí Nguyễn sẽ trở lại và hy vọng là anh Trí Nguyễn cũng là cái vai trò cố vấn hành động luôn. Hy vọng là anh sẽ gặt hái được thành công, bởi vì em biết được rằng là thể loại hành động tại thị trường điện ảnh Việt Nam cũng gặp rất là nhiều khó khăn và đôi chút gặp những cái định kiến của người khán giả. Nhưng mà chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức mình và làm những điều chân thực nhất bằng cả trái tim thì đương nhiên từ trái tim sẽ đến với trái tim. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và trước khi kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay, em chỉ nhắn nhủ với anh một điều thôi, là sau này mà anh làm phim tiếp theo có những vai quần chúng, không quần thoại đâu, mà không liên quan hành động, em cũng liên quan hành động mà anh chứng kiến nãy rồi. Dạ. Em lộn nhào được mà tốt mà. Không, cái là nó là cái những cái siêu ảo tưởng khác, những siêu lùng khác. Ví dụ như pha hành động là vừa mới ra trận là bỏ chạy liền là gọi em chạy nhanh lắm. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh nhiều sức khỏe, thành công. Okay. Cảm ơn chương trình Gõ Cửa Nhà Sao đã đến với câu lạc bộ Các Cơ Bảo An và tới với đến với mình. Và kính mong tất cả quý vị sẽ luôn đồng hành với Gõ Cửa Nhà Sao vào lúc 21:50 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Với chương trình Gõ Cửa Nhà Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng Đạt Phim Media, anh Bùi Văn Hải và võ sĩ quần chúng hay chạy trốn và rapper. Xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Anh Hoàng, cái này là hành vi mà mỗi người lái đúng không? Thì làm tốt cho mọi người, mỗi người cuối. Ai ngồi đó thì làm mấy dây dây nào lái làm hai người quá thường cho xem kẻ. Ai ngồi đó thì đi bể, nhờ viên đạn là cái xe làm lại đánh bầu. Rồi đi ai ngồi đó thì làm những xe, nếu là tối cứ tìm hiểu xe bởi bảo. Cùng là lúc gần chân nhà, sao quá là cửa hổ kìa nhà. Thì lên xe bay, thì giải tay, lúc mất lĩnh luôn mà bên nước ngoài, đóng phim.